Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay, ngày 7 tháng 1, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thành viên chính phủ có liên quan phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thưa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là những chính sách bổ sung ngoài khuôn khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Tổng giá trị của những chính sách này trong 2 năm tới lên đến gần 350.000 tỷ đồng. Tại phiên thảo luận trực tuyến sáng nay, các đại biểu đánh giá cao việc chính phủ bổ sung các chính sách tài khoá để hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cần bảo đảm cân đối hơn nữa các chính sách dành cho lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội, đặc biệt là vấn đề lao động, việc làm, đào tạo nghề phải được tính toán, giải quyết tổng thể, cụ thể, vừa bảo đảm xử lý hết các vấn đề cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm các vấn đề phát triển lâu dài và phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế.